Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để nhận miễn phí 100 đồng token AANV. Một số thông tin về đồng token này: số tổng vốn phát hành là 100 triệu. Đã có 689 tài khoản holder, đã phát sinh 920 đợt giao dịch nha. Rồi thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website lamagaz.net. Đây truy cập website đặt mình ở dưới mô tả video nha. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, xác chắc con chắc, các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc nhanh ở đây, hoặc quay sang ví MetaMask hoặc ví TrueDollar của các bạn. Các bạn thêm để chỉ token vào ví giúp mình nhé. Ký hiệu AAVN, tập 8, nhấp tiếp theo, có thêm token. Sau khi đã thêm được để chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website lamagaz.net, truy cập vào bước 2. Rồi thì ở đây sau khi đã vào được đây được giao diện của website chính, các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví TrueDollar của bạn, các bạn sao chép để cái địa chỉ ví của các bạn nhé. Các bạn quay trở lại web AAVN Network một lần thì các bạn dán địa chỉ ví của các bạn vào đây, nhấp liên kết. Rồi thì đây bạn thấy đây, bạn đã nhận được 100 đồng token AAVN đó. Và khi mà muốn rút thì các bạn phải chờ để họ phân phối cái token này thì mình các bạn đăng nhập vào website, khi nào có cái đường rút thì mình sẽ thông báo nha. Rồi thì các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website Kalama.net để cập nhật các dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất nha. Ngoài ra nếu các bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance thì bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 10% giảm giá trọn đời nha. Rồi nếu bạn cho bạn có thể đăng ký nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác để ở trên đây luôn nha. Rồi thì video sẽ được kết thúc tại đây. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký và bật chuông thông báo nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.